Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu đồng hồ trên toàn quốc. Hôm nay em có một con đồng hồ Nhật như quý vị. Con này thì máy 7 ngày đánh 2 gông thẳng. Thùng rất đẹp luôn quý vị. Con này cao thùng nó khoảng hơn 50 ha, hơn 50. 1 2 nó khoảng 50 mấy đó, 54 55 gì đó. Chiều ngang là khoảng 24 ha, mặt là khoảng gần 20, khoảng 18 đó. Kính này kính lòi nha, kính cong kính lòi. Mặt rất đẹp quý vị, kính này là kính cong nha, đấy, kính cong. Gông này là gông đồng ha, búa đồng luôn. Đấy. Máy móc thì chùa dầu hết rồi ha, à, chùa dầu nè, dầu nó còn nhiều nè. Này về quý vị chi việc gông đồng cho nên nó đánh tiếng nó rất là dịu ha. Để quý vị treo đồng hồ quý vị chỉnh mà nghe nó máy nó kêu như vậy là chuẩn nha quý vị. Quý vị cứ dời. Đấy, có nhiều khi á quý vị cái ngựa nó lệch tí xíu á, quý vị cứ dời qua dời lại quý vị, ví dụ dời này nè. Quý vị không còn nghe tiếng cọc cạch nữa. Nhưng mà giờ ngay lại. Đó, nghe ha, quý vị cứ kéo qua kéo lại, khi nào mà nghe tiếng nó đều như vậy là chuẩn ha, là nó sẽ chạy. Rồi. Rồi con này giá 2 triệu rưỡi quý vị. Em bao ship toàn quốc. Bảo hành cho quý vị 6 tháng. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.